Trưa nay ngày 11 tháng 9, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Tổng thống Joe Biden và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam cảm ơn ngài tổng thống đã dành tình cảm rất đặc biệt cho việt nam trên các cương vị khác nhau và có vai trò rất quan trọng cùng tổng bí thư nguyễn phú trọng thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ đến đối tác chiến lược toàn diện như ngày nay tổng thống joe biden bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng phạm minh chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu của tổng bí thư nguyễn phú trọng lãnh đạo và nhân dân việt nam dành cho ông và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ tái khẳng định hoa kỳ coi trọng quan hệ với việt nam ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Để triển khai hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ, tại buổi hội kiến Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên dành ưu tiên cho các lĩnh vực, đó là thúc đẩy quan hệ trên tất cả các kênh, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, thúc đẩy ứng phó biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo, quốc phòng an ninh và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương, hợp tác tiểu vùng sông Mekong và lập trường nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Ngài Tổng thống và phía Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.